Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu góp ý dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thời tiết bất lợi, người cao tuổi trở bệnh tăng. Trong phần tin thế giới, người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr trong bối cảnh an ninh siết chặt. Chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc lên án hành động biểu tình quá khích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Sáng nay, Quốc hội thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và luật thanh niên sửa đổi. Dự kiến, dự án luật sẽ được thông qua vào kỳ họp lần này. Theo các đại biểu, hòa giải đối thoại tại tòa án được quy định trong dự thảo luật trình Quốc hội là một cơ chế pháp lý mới về hòa giải đối thoại tại tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giải quyết tranh chấp. Tham dự phiên họp trực tuyến tại đầu cầu Bà Rịa Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn. Thưa Chủ tịch Quốc hội, thảo luận về dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án còn nhiều ý kiến khác nhau như kinh phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành. Cho ý kiến về dự thảo luật, đại biểu Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị bổ sung đối tượng bổ nhiệm hòa giải viên đã là điều tra viên của các cơ quan điều tra, vì đây là lực lượng đông đảo, được đào tạo rất bài bản và có nhiều năm làm công tác pháp luật. Đại biểu Phạm Đình Cúc cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét quy định chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa tòa án với hòa giải viên. Mặc dù hòa giải viên không phải là công chức nhà nước, không thuộc biên chế của tòa án, nhưng thực tế hòa giải viên sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào tòa án. Do vậy cũng rất cần quy định cụ thể chặt chẽ hơn để tránh trường hợp vận dụng ở các tòa án mỗi nơi mỗi khác nhau và không ai chịu trách nhiệm đối với các hòa giải viên. Về chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, các đại biểu đề nghị cân nhắc để quy định nhà nước thu một khoản chi phí nhất định đối với 3 trường hợp: pháp nhân, cá nhân nộp đơn khởi kiện các vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch. Trong buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận góp ý vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Thảo luận về dự thảo luật này, đa số ý kiến đều nhất trí rằng, sau 13 năm triển khai thực hiện, luật thanh niên đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành, luật đã bộc lộ một số tồn tại bất cập, đòi hỏi cần có sự nghiên cứu sửa đổi bổ sung. Các đại biểu đề nghị dự thảo luật bổ sung một chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, nhà nước, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân thanh niên. Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình, dự thảo luật cần có quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình đối với thanh niên. Các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Từ đủ 16 cho đến 35. Sáng nay 25 tháng 5 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, các đại biểu nhấn mạnh, 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Qua đó, bảo vệ vững chắc toàn diện lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội Việt Nam được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, nền nếp chính quy, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên.
phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời nâng cao vị thế uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quân đội phải gương mẫu đi đầu, báo cáo chính trị phải thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội, thể hiện tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí sức mạnh, đoàn kết của toàn quân. Cùng với chuẩn bị tốt văn kiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương phải quan tâm đặc biệt đến công tác nhân sự đại hội, nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Chiều nay, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị địa phương và báo cáo viên cấp tỉnh. Thông tin về hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hội nghị diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm 2019. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét thảo luận cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ 13. Tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương quản lý. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng truyền đạt thông điệp của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị này, kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia. Hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ 12 của đảng. Tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Sáng nay 25 tháng 5, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 53 đảng viên tại các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố. Lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu đã trân trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên, huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên, huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 18 đảng viên, huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 11 đảng viên, huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên và huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, kinh nghiệm thực tiễn và những đóng góp của các đảng viên cách mạng lão thành mãi là tài sản quý giá đối với thành phố Vũng Tàu và các thế hệ đảng viên trong toàn đảng bộ. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu đảng lần này tiếp tục đóng góp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm cho tiến trình xây dựng phát triển của thành phố và mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1210 năm 2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được giao nhiệm vụ là trưởng ban chỉ đạo. Theo quyết định số 1210 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ, phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, khu vực bảo vệ nguồn nước, khắc phục xử lý kịp thời các sự cố, các vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước, chống thất thoát, thất thu nước sạch để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, vượt 10% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 13 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đang hoạt động, với lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 46.350 mét khối ngày đêm. Tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đều được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong đó, khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Đại Dương đang sử dụng chung với hệ thống xử lý nước thải với khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng.
Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, các hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý 100% nước thải trước khi thải ra môi trường. Trong số này có 8 trên 12 khu công nghiệp và 1 trên 4 cụm công nghiệp triển khai đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền số liệu về Trung tâm Quản lý Dữ liệu của tỉnh để theo dõi quản lý. Những thông tin nông ngư nghiệp sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối. Thưa quý vị, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, hiện tại mùa mưa đã chớm bắt đầu, là thời điểm thích hợp để chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu 2020. Tuy nhiên, tại một số địa phương đang thiếu nước tưới, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nên gieo trồng sớm mà chỉ tiến hành khi có mưa nhiều hơn. Theo lịch gieo xạ của ngành nông nghiệp, vụ lúa hè thu chính vụ 2020 sẽ xuống giống đồng loạt từ nay cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2020. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa xác nhận, giống lúa có khả năng kháng bệnh, đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng giống lúa thuộc nhóm chất lượng cao và nhóm đặc sản như OM6976, OM4900, OM6162, OM5451, đồng thời hạn chế sử dụng nhóm giống lúa chất lượng trung bình, chất lượng kém. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh sẽ xuống giống gần 2.300 hectare lúa, tập trung chủ yếu tại các huyện Long Điền và Đất Đỏ. Hiện tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là gần 6.180 hectare, trong đó gần 1.840 hectare nuôi nước ngọt và trên 4.340 hectare nuôi nước mặn lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt gần 6.000 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, do trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, nên môi trường ao nuôi tôm thay đổi đột ngột, khiến tôm giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ dịch bệnh. Do đó, để hạn chế những tác động xấu do biến động của thời tiết, Chi cục Thủy sản khuyến cáo nông dân nuôi tôm áp dụng các biện pháp ổn định môi trường ao nuôi và nâng cao sức đề kháng cho tôm. Mùa mưa là thời điểm độ kiềm trong ao tụt giảm, làm ảnh hưởng đến quá trình lột xác và làm tôm chậm lớn, giảm tỷ lệ sống. Do độ kiềm dưới mức thích hợp nên đây cũng là thời điểm thường xuất hiện tình trạng tôm bị mềm vỏ kéo dài, nhất là tại các vùng nuôi có độ mặn thấp hay nuôi tôm trong ruộng lúa. Đối với những ao có mực nước thấp, chất lượng nước sẽ biến động lớn, nhất là sau những cơn mưa hoặc khi trời nắng nóng gay gắt. Vì vậy, theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh, nông dân cần duy trì mực nước tối thiểu là 1,3 m đối với ao nuôi tôm sú và 1,5 m đối với ao nuôi tôm thẻ. Cần quan sát phản ứng màu sắc, đường ruột, gan, tụy và phân tôm hàng ngày. Ngoài ra, nông dân cũng cần tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung vitamin C, khoáng, vi sinh đường ruột, chất bổ gan để tăng sức chống chịu cho tôm nuôi. Thưa quý vị, nếu như trước đây việc tái chế vật đã qua sử dụng thành vật hữu ích, ít được mọi người quan tâm, chú trọng, thì hiện tại với xu thế sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường của người dân mỗi lúc được nâng cao, nhiều vật dụng tưởng chừng như đã vứt đi trở nên sinh động và hữu ích thông qua sự sáng tạo cũng như bàn tay khéo léo của con người, như phong trào tái chế vỏ xe cũ trên địa bàn tỉnh là một ví dụ sinh động. Chúng ta cùng tìm hiểu về điều này qua phóng sự sau đây. Những chiếc vỏ xe đã qua sử dụng, từng bị vứt bừa bãi, thậm chí đem đốt gây ô nhiễm môi trường. Nhưng đây, những chiếc vỏ xe này đã được tái sử dụng thành những vật trang trí, chậu nước rửa tay hay những chiếc cầu bập bênh cho trẻ nhỏ. Tất cả đều được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của tuổi trẻ. Vận động vỏ xe thì khi mà anh em lên cái ý tưởng thì cũng lên trước cái thời gian để đi vận động. Thì cũng vận động cách đây cũng 10 ngày rồi. Ở những cái gara thì các chủ gara người ta thấy cái mô hình của mình rất là hay, rất là ý nghĩa thiết thực. Cho nên là người ta ưu tiên lại. Thì mình cũng tạo điều kiện rồi mình ủng hộ cho anh em thanh niên huyện đoàn. Thứ nhất là nó sẽ tận dụng được những cái lớp xe. Thứ hai nữa thì nó sẽ tạo cho một cái môi trường, cái không khí như là trường học, mầm non hay là những công viên gì đó. Nó có một cái không gian nó đầy màu sắc hơn. Từ những chiếc vỏ xe cũ kỹ dơ bẩn ô nhiễm môi trường, nay chúng đã khoác lên màu áo mới sặc sỡ, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường gần gũi thiết thực. Nơi ở mới của chúng là công viên, địa điểm công cộng, không chỉ làm vật trang trí mà còn là nơi để mọi người thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.
dù mô hình nào, dù xỏ xe như thế nào, dù có ít hay có nhiều thì mình quyết tâm mình sẽ làm được. Và hơn thế nữa, thế mạnh trong câu lạc bộ của mình là có rất nhiều bạn đã có hoa tay vẽ những cái thích cơ, những cái mô hình về đoàn và những hình ảnh chú bộ đội trên những cái chất liệu khác, thì mình nghĩ sẽ hoàn toàn có thể sáng tạo trên vỏ xe cũ. Tại huyện Xuyên Mộc, cũng thông qua bàn tay và khối óc của thanh niên mà những chiếc vỏ xe cũ đã trở thành hơn 200 chậu nước rửa tay tiện ích như thế này, đặt tại các trường học, qua đó giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Cái này thì nó cũng dễ làm thôi, mình chỉ cần khéo tay một xíu rồi mình ấy keo đồ, mình gắn ống nước đồ, nó cũng rất là bình thường, không có gì khó. Tham gia các hoạt động thì cũng rất là vui, tích cực đóng góp cho các em học sinh. Nói chung là mình cũng tạo một cái phần cơ hội nào đó để mình tiếp xúc và giao lưu với lại mọi người. Không chỉ làm vật dụng trang trí hay những chậu nước rửa tay, chúng còn được các bạn trẻ biến hóa thành những công trình vui chơi. Nhà trường rất là vui mừng là được các bạn thanh niên của xã đoàn kết hợp với lại bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn xã về đây làm cho nhà trường một cái số cái dụng cụ vui chơi để phục vụ cho các em học sinh. Đây là một cái công trình mang ý nghĩa rất là tốt. Nó giúp cho các em học sinh khi đến trường thì các em sẽ có được những cái trò chơi rất là bổ ích, vừa là chơi vui chơi vừa là vận động để nâng cao sức khỏe nữa. Khi xã hội ngày càng phát triển, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của mỗi người sẽ ngày một nâng cao. Từ đó sẽ có nhiều hơn nữa những phế phẩm được hoán đổi trở thành vật có ích, để chúng không còn là gánh nặng hay nỗi lo về môi trường, mà còn góp phần đem đến một cuộc sống tốt đẹp và bền vững. Tiếp tục là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Theo các bác sĩ, từ đầu tháng 5 đến nay, thời tiết tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn trong giai đoạn bất lợi đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi do nắng nóng vẫn tiếp diễn. Nắng nóng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho nhiều người cao tuổi trở bệnh hay bệnh nặng hơn. Tại Bệnh viện Bà Rịa, từ đầu tháng 5 đến nay, số người cao tuổi đến khám chữa bệnh, nhập viện điều trị vẫn ngày tăng lên so với tháng trước đó. Ông Lê Xuân Hòa, ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, năm nay 83 tuổi. Ông Hòa bị hen suyễn hơn 10 năm nay. Thông thường, ông Hòa tái khám định kỳ một tháng một lần. Nhưng khi thời tiết nắng nóng, ông Hòa ho và khó thở hơn, buộc phải đến bệnh viện Bà Rịa tái khám 1 đến 2 tuần một lần. Gần đây nó thuộc về cái giao mùa, giao lưu thời tiết, cho nên là có những lúc nửa đêm về sáng nó khó chịu, ho, hoặc là nó thấy nó đột biến, nó khác thường thì lại phải đi bác sĩ. Từ tháng 4 trở về đây thì nhiệt độ thời tiết mình tăng rất là cao, do đó mà cái lượng bệnh mà bị ảnh hưởng bởi thời tiết á, bao gồm những người lớn tuổi có bệnh mãn tính về như kiểu đường, huyết áp, tim mạch á, thì đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa thì có cao hơn so với những tháng trước. Theo Bệnh viện Bà Rịa, từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp nhận 460 lượt bệnh nhân người cao tuổi, tăng hơn 15% so với thời điểm cuối tháng 4. Trong đó, số mắc các bệnh mãn tính phải tái khám sớm hơn so với lịch hẹn chiếm khoảng 30%. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài, khiến cho những bệnh nhân cao tuổi đã có sẵn các bệnh lý mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch dễ tái phát bệnh hoặc chuyển biến nặng. Tại khoa nội tim mạch, trung bình mỗi ngày có từ 90 đến 100 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng hơn 20% so với thời điểm tháng 4. Đáng chú ý, có nhiều bệnh nhân phải nhập viện nhiều lần trong thời gian ngắn. Như trường hợp bà Lương Thị Bảy ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp, hen suyễn. Chỉ trong 2 tuần qua, bà Bảy phải nhập viện 2 lần. Những ngày nóng ơi, bớt khó chịu lắm. Đó. Cho nên tình trạng bệnh chắc có thể là cũng như già rồi. Rồi sức cũng yếu, đề kháng cũng kém. Mình không có chống đỡ nổi. Nên cuối cùng mình mới lâm bệnh. Phần lớn người cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa bị mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Những bệnh lý này thường gia tăng khi thời tiết nắng nóng. Bởi người cao tuổi có sức đề kháng giảm, khó thích nghi với môi trường nên dễ bị tổn thương hệ thần kinh, rối loạn hô hấp, tuần hoàn, rối loạn tim mạch. Đây là những yếu tố dẫn đến nguy cơ gây đột quỵ não. Cái nhóm bệnh mà ảnh hưởng nhiều nhất là do thời tiết nắng nóng, nó là mắc nước.
thì thường mồ hôi nó mất nước thì nó kéo theo điện giải nữa, hay mất cả muối và các cái chất điện giải khác của cơ thể. Một người mà mất nước nhiều quá thì có thể gây choáng váng, nhiệt độ cơ thể tăng cao quá là có thể làm cho trụy mạch, có thể là hôn mê, lờ mờ, nặng hơn có thể là co giật. Đối với người lớn tuổi thì lời khuyên đầu tiên là nên tránh đi, tránh nhiệt độ nắng nóng quá. Cái hai nữa là nên bổ sung đầy đủ nước điện giải, nên là ăn thêm trái cây rồi những thực phẩm mà có nhiều điện giải để cho bổ sung nước điện giải. Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần hạn chế các loại thức ăn sinh ra nhiều năng lượng, tăng cường thực phẩm nhiều chất xơ, trái cây và có tính mát tiêu hóa. Người cao tuổi cũng không nên dùng thức ăn để lâu trong tủ lạnh, thức ăn tái hay rau sống rửa không kỹ để phòng ngừa bệnh tật, nhất là trong thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Thưa quý vị, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy là hai nội dung quan trọng trong kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông cả nước diễn ra từ 15 tháng 5 đến 14 tháng 6. Bởi tăng cường xử phạt hai hành vi vi phạm này được cho là giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cũng như thiệt hại về người do tai nạn giao thông. Tối qua, trong chuyên đề kiểm tra xử phạt nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đồng thời còn tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tại khu vực công viên thành phố Bà Rịa, đoạn gần trung tâm hành chính tỉnh, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện Lâm Quang Tuấn, sinh năm 1996, ngụ tại phường 11 thành phố Vũng Tàu, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-27648. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Tuấn vi phạm. Tiếp tục kiểm tra hành chính trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một gói bột màu trắng. Qua đấu tranh khai thác, Tuấn xác nhận gói bột này là ma túy đá. Nó là dạng gì? Ma túy khay đúng không? Ma túy khay. Em mua bao nhiêu tiền? 3.500.000 đồng đúng không? Mua tại đâu? Tại Sài Gòn. Tại thành phố Hồ Chí Minh. Ship về, ship bằng đường nào? Anh chạy xuống. Chạy xuống. Rồi anh tên gì? Tú. Rồi số điện thoại? Không có số điện thoại, liên hệ Facebook trong nhóm. Rồi ông nhóm phải có số điện thoại xuống đây mới gọi điện, mới hẹn điểm mà trao đổi đi chứ. Liên hệ qua Facebook. À. Liên hệ Facebook rồi hẹn điểm nào? Giao lúc nào? Giao lúc chiều nay. Mấy giờ? Hơn 5 giờ. Em mua với mục đích làm gì? Để lên đây sử dụng. Cùng với ai? Em lên đây rồi em mới gọi anh em lên sử dụng. Theo dự tính của em là em sẽ sử dụng tại địa điểm nào? Karaoke Hoàng Gia. Sau khi phát hiện đối tượng Lâm Quang Tuấn vừa vi phạm nồng độ cồn còn tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Bà Rịa để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Ngoài trường hợp của Tuấn, còn các trường hợp khác được tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra đều chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Đây là tín hiệu vui cho thấy ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Bà Rịa ngày một nâng cao. Tiếp tục cao điểm tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ từ nay đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ duy trì các tổ kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn và ma túy trên các quốc lộ, trục đường chính trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông và lập lại trật tự an toàn giao thông. Những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước vừa được chuyển đến quý vị, bây giờ là phần cập nhật những thông tin thế giới. Thưa quý vị, đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 5,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 347.000 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia đứng đầu thế giới về cả hai chỉ số ca mắc và ca tử vong. Dù số ca tử vong mới đã giảm những ngày qua, nhưng số ca mắc mới vẫn còn cao. Hiện tổng số ca mắc ở Mỹ là khoảng 1,7 triệu, trong khi số ca tử vong gần 100.000. Trong khi đó, Mỹ Latin tiếp tục là tâm dịch mới, với Brazil đứng thứ hai trên thế giới cả về tổng số ca mắc và tử vong. Còn tại châu Âu, dịch COVID-19 tại Nga vẫn diễn biến phức tạp, khi 24 giờ qua số ca mắc mới lên tới gần 8.600 ca, nâng tổng số ca mắc lên gần 353.000. Diễn biến đáng mừng tại châu Âu là tại những quốc gia từng là tâm dịch như Pháp và Ý,
tình hình đang được cải thiện nên hai quốc gia này đang tiếp tục nới lỏng biện pháp phong tỏa. Anh cũng thông báo sẽ mở cửa một phần các trường tiểu học từ ngày 1 tháng 6. Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất, còn Bangladesh có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc và tử vong mới. Thưa quý vị, lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay đã diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại nhiều nước trên thế giới nhằm đảm bảo người dân tuân thủ giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Nhiều quốc gia Hồi giáo đã siết chặt các biện pháp phong tỏa sau khi việc nới lỏng một phần các biện pháp này trong tháng lễ Ramadan đã khiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Tại châu Á, Indonesia, quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, cảnh sát đứng gác tại các khu chợ đông đúc để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách tối thiểu. Tại vùng vịnh, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu lệnh giới nghiêm từ cuối tuần qua sau khi số ca mắc COVID-19 tăng lên 72.000 người, gấp 4 lần so với trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan. Trong khi đó, ở Trung Đông, đền thờ Al-Aqsa tại Jerusalem tiếp tục cấm các tín đồ vào bên trong. Thủ đô Kabul của Afghanistan gần như vắng lặng vì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Các nước khác như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng cấm các tín đồ tập trung cầu nguyện để đề phòng dịch bệnh lây lan. Bất chấp việc an ninh được siết chặt, xung đột vẫn xảy ra trong lễ Eid al-Fitr cuối tuần qua tại nhiều khu vực như đụng độ giữa lực lượng an ninh và phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và vụ đánh bom tại Somalia khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel phải hầu tòa, đã xuất hiện tại tòa án quận Jerusalem trong phiên xét xử các tội danh hối lộ, tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Phiên xử thủ tướng đương nhiệm Israel đầu tiên đã kết thúc sau khoảng 1 giờ. Trước tòa, thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, 70 tuổi, chỉ xác nhận về nhân thân, khẳng định sự vô tội, cáo buộc cuộc điều tra nhằm vào ông là nhằm mục đích lật đổ. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước. Phiên xử đầu tiên diễn ra đúng một tuần sau khi ông Netanyahu tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5 của một chính phủ liên minh. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa lên án mạnh mẽ hành vi phạm pháp nghiêm trọng của các đối tượng quá khích trong cuộc biểu tình trái phép diễn ra trưa ngày 24 tháng 5. Thông báo của cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ ít nhất 180 đối tượng quá khích tham gia hoạt động biểu tình trái phép ở khu vực đảo Hồng Kông, trong khi 6 người phải nhập viện. Hoạt động biểu tình trái phép bắt đầu từ trưa 24 tháng 5 theo giờ địa phương, khi nhiều người tập trung tại quận mua sắm sầm uất Causeway Bay và các khu vực thuộc quận Quan Chai, đồng thời phong tỏa các tuyến đường chính. Một số đối tượng quá khích đã đập phá và đốt các cửa hàng và buộc lực lượng cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 25 tháng 5 năm 2020. Hiện tại, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu tác động của hai hình thái thời tiết là rãnh áp thấp và áp cao cận nhiệt đới, nên nắng mưa đang xen. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. So với những ngày qua, mưa tăng cả về diện và lượng. Trong cơn dông có thể kèm theo gió giật mạnh, sấm sét. Ban ngày trời nắng, riêng khu vực phía bắc của tỉnh có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ. Các khu vực khác tuy không xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt khá cao, từ 32 đến 34 độ, oi bức vào trưa chiều. Về đêm và sáng sớm, mức nhiệt chỉ từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, gió nam đến tây nam cường độ nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 93%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, độ ẩm tương đối 80%. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.
Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 5, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 50cm xuất hiện lúc 23 giờ. Thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.